Khoảng 14 giờ ngày 22 tháng 7, Công an thị xã Mỹ Hào phối hợp với Công an phường Bạch Sam kiểm tra phát hiện cơ sở karaoke sinh viên quán tại tổ dân phố Đọ, phường Bạch Sam đang hoạt động và tụ tập đông người. Tại thời điểm kiểm tra, có 11 trường hợp trong quán, trong đó có một chủ quán, 5 nhân viên và 5 người đến hát tại quán. Công an thị xã Mỹ Hào đang củng cố hồ sơ, xử phạt với chủ cơ sở karaoke và những người tụ tập liên quan đến vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19. Thời điểm này, tỉnh Hưng Yên vẫn đang tạm dừng hoạt động các dịch vụ không thiết yếu để phòng chống dịch.